Mình xin lỗi bác sĩ Cao Hữu Thịnh và xin lỗi một số bạn đã để lại những cái bình luận mà nếu như các bạn hiểu cái đoạn clip mình đăng về bác sĩ Cao Hữu Thịnh ngày hôm qua lên là bị sai. Thật sự giống như bản thân mình sinh ra để bị drama hay sao, nói dễ thương cũng bị drama, nói bất kỳ cái gì cũng bị drama. Cái clip rất sạch, nói gì cũng kêu là nịnh bợ. Nói chung là giống như mình sinh ra để cho các bạn chửi và miệt thị, mình không biết lý do tại sao luôn á. Mình chia sẻ về góc hậu trường xấu đẹp với các bạn cũng khen chê. Mình ngày hôm qua mình đăng cái đoạn clip lên, mình nói rất rõ là giống như là bác sĩ Thịnh là một trong những người mà mang lại niềm vui và nụ cười cho rất là nhiều người. Sự thật đó ai cũng biết hết. Để đó là những người đang thiếu hiếm một em bé, đúng không các bạn? Rồi mình nói là nhiều người mong muốn được gặp, thì mấy người nghe cái đầu đi nguyên một cái đoạn câu chuyện đó, mình nói là những người khó khăn mong muốn con rồi khát khao này nọ, thì mong muốn được gặp thì bạn đừng có hiểu là cái từ là giống như ai cũng mong muốn được gặp. Bạn hiểu nguyên một cái đoạn đó đi, đang nói những người hiếm muộn mà tự nhiên bạn vô bạn trách, rồi bạn nói nhiều câu nghe cũng tổn thương. Mình không có cố tình làm như vậy, thực sự mình là một trong những người rất là biết tạo content để mà gây chữ chú ý, nhưng mà nói thật nha, mình là một trong những người rất là ngưỡng mộ bác sĩ. Nếu mà người coi trên kênh mình, mà người cũng biết ước mơ lớn nhất cuộc đời của mình đó là mong muốn trở thành một người bác sĩ, nhưng mà gia đình mình khó khăn và mình học dốt quá, mình không có thể nào trở thành bác sĩ được. Cho nên khi mà bác sĩ mà vào công ty mình đặt đồ, mình sẽ rất là ưu đãi tuyệt đối luôn. Nói chung là mình rất là thương và mong muốn được làm bác sĩ để mình tạo một cái mối quan hệ, ai được cũng vô bệnh viện hết trơn, cái trước sau già trẻ gì cũng vô thôi. Mọi người nói tốt lành vậy đó tùy mọi người, nhưng mà ít nhiều mình cũng sẽ phải đi vô đó. Nhiều khi mình có tiền thì mình vô mình cho khỏe hơn, mình bị một cái gì mà mình phải vô. Nói chung ai được cũng sẽ bước vô cửa đó sớm muộn thôi, cho mọi người đừng trách mình, cái đó sự thật. Và bản thân mình cũng vậy, luôn luôn o bế bác sĩ. Và ở đây là bác Thịnh không phải là khách hàng của mình. Bác Thịnh được một cái chị đó ở bên thị sĩ tặng cho sản phẩm hoa cho ngày khai trương của bác, và chị đó rất là quý bác, chị tặng một sản phẩm hoa, chị đầu tư rất là nhiều. Và cái việc mà chị gọi mình mỗi ngày em ơi qua đi, mà mọi người biết mình gặp bác Thịnh rất khó, bác rất là khó xin lịch. Nói chung là gặp bác khó lắm, và hẹn bao nhiêu lâu rồi bữa nay mới được qua, xong gặp bác nói là bác ơi cho em quay, trời bác rất là dễ thương, ở ngoài rất là nice, không cho quay liền luôn. Mình thấy vui quá, cầm điện thoại lên quay, về dựng clip lên theo cái tâm thế là đưa tin, và đưa với một cái thông tin là rất là ngưỡng mộ cái y đức của cái người này. Cái người này ít nhiều là nhiều người đã biết, còn ai nói là giống như là mỗi lần vô là tốn một khúc tiền, rồi nhiều khi có người có con không có con. Thật ra bạn tốn một khúc tiền mà bạn có được đứa con, ít ra nó là một cái giải pháp mà bạn, nếu mà trên đời này bác Thịnh khẳng định 100% mà có em bé thì thôi, yên tâm là bác đã trở thành một cái vĩ nhân rồi, đúng không? Cho nên là bạn ơi, con cái là trời cho, đôi khi chúng ta bỏ hết cả cuộc đời nó cũng không có, đó là duyên phận. Cho nên mình hãy nghĩ một cái điều mà thoải mái nhất đi. Còn mình nói với cái tấm lòng gọi là rất là quý bác sĩ, và cũng như là mong muốn cho nhiều người được biết hơn, chứ mình không có làm cái gì hết, mong mọi người đừng có chửi mình tội nghiệp. Giống như là thật sự có những cái bạn giống như mình cố tình để cho các bạn chửi về hoa, bạn chửi đi, bạn càng chửi mình càng nổi tiếng, nhưng cái này bạn chửi mình cảm thấy rất là tổn thương, bởi vì mình không có một cái ý định gì hết. Và có nhiều bạn cho mình luận là tốn tiền vô rồi thế này thế kia, rồi mình cảm thấy rất là ấy. Và có nhiều bạn thì cảm ơn bác sĩ, mong muốn được tặng hoa cho bác vì có con, thấy không? Đó, trong cuộc sống nó sẽ có những người thích và người không thích, ai cũng vậy thôi. Và đặc biệt y tế mà người ta đã phải khẳng định 100% cho bạn khỏe rồi, chắc chắn cái giá trị lớn nhất cuộc đời của người ta giúp cho mình một cái giải pháp. Cho nên mình đưa lên với một thông tin là đầy ngưỡng mộ, và mong muốn tất cả những người mà người ta đang hiếm muộn nên có một cái cơ hội. Bản thân mình đã từng chờ con hơn một năm và mình may mắn có được con, và mình hiểu như cái cảm giác được ở bên con, nó niềm vui nó lớn lắm. Mọi người có thể dành hết cả tài sản luôn, thanh xuân hết tất cả mọi thứ cho con. Mong mọi người hiểu nha, đừng có chửi nữa tội nghiệp chứ. Sai Minh Tứ chuyên môn làm hoa, đừng chửi nữa.